Ê, đi ăn cơm đi mày. Đi em hoài vậy. Mày ăn trước đi. Cơm nguội hết rồi nè. Tao tắt wifi à. Biết rồi, mệt quá. Ê, hôm nào nấu tao ăn bữa coi. Tao nấu cho mày ăn hoài vậy. Biết rồi, nó rảnh tao nấu. Tao muốn ăn canh rau muống, cá lóc kho tộ và trứng chiên. Mày nấu được đúng không? Ừ, được rồi. Dễ mà. Để nó tao nấu cho. Nhớ nha, hứa rồi đó. À, tao quên nói với mày. Mai mốt lên lớp á, đừng ngồi gần tao nữa, và đừng nói chuyện với tao nữa. Có gì thì về nhà nói, hoặc là nhắn tin điện thoại. Mấy trong lớp có đồn á, tao không về đó nha. Chắc thèm. Alo. Ủa mày không về à? Không, đi chơi rồi. Cho tao đi với. Khùng hả, không có được. Ừ, thì thôi, nhớ mình sớm nha. Rồi, bye. Chết. Đi coi phim không? Phim Lạc Giới mới hay lắm. Thiệt, phim này chủ đề đồng tính hay lắm. Ừ. Thôi, ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại, em biết nữa. Năm 2014 rồi, bây giờ ra đây mình đã lắm. Đi coi đi. Thôi tôi đi đi, phải có việc bận rồi. Đi nha. Đi đi. Ủa quê sợ đàn ông rạc đó đi cưng. Ê, tao để quên chìa khóa phòng ở nhà rồi, mày cho tao mượn chìa khóa phòng của mày nha, ở phía sau mày nè. Ê, tụi bay chờ tao nha. Rồi đó, đi về đi, phiền quá à. Nhớ về sớm nha. Chuyện gì vậy mày? Ừ, có gì đâu. Xong việc chưa? Thằng An ở chung phòng tao để quên chìa khóa. Trời ơi, có vậy mà cũng quên, nó đi chứ. Đi. Đi nhậu. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, vô. Vô, 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 vô. Ăn đi tụi bay. Ừ, đi ăn đi. Alo. Cứu tôi ơi, tôi đang bụng quá. Đi à, đau quá. Sao sao, mày bị gì vậy? Tao bị trúng thật rồi, đau bụng quá. Hả? Mày mau về cho tao đi bệnh viện đi. Tao chịu hết nổi rồi. Ừ, tao biết rồi, tao về liền. Tao về trước tụi bay. Ủa, đi đâu vậy? An, mày bị cái gì vậy? An, vậy tao coi. Đau lắm không? Được rồi. Dạ, nhột quá. Mặt vậy mà cũng bị dụ. Duy, mày có sao không vậy? Không mệt. Hả? Duy. Ừ. Ừ. Mày bị gì vậy? Ừ. Duy. Ừ. 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 Ở đi. Ủa. Ở chỗ khỏi. Ở đó chơi đi. Ừ. Ăn chưa? Kinh quá. Yêu anh, yêu anh, yêu những giấc mơ. Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh, yêu anh, yêu chỉ anh thôi. Ngoài rạp anh chiếu phim Mặt Trời, nghe tụi nó nói cũng hay lắm. Mai mình đi coi ha. Khùng hả? Phim đó là phim gay mà. Đi coi cho người ta biết hả? Thì mình có phim khác, có sao đâu. Mỗi đứa lúc mình á cũng hay đi coi phim lắm.
Lỡ nó gặp tụi mình rồi sao? Thì mình đi gặp xa xa một chút. Chuyện nhỏ mà. Thôi, không rảnh đi xa đâu. Vậy mình đi ăn uống hay cà phê gì đó. Ở cùng nhau cả năm trời mà chưa một lần hai đứa đi chung với nhau. Nói nhiều quá. Nỗi nhớ cô đơn không tên theo em đến suốt cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai đấy sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu. Vì trái tim em không anh chẳng sẽ ngừng đâu. Alo, cái gì vậy? Tao có đem áo lạnh cho mày nè. Mày ra đây lấy đi. Chị vậy, mang về đi. Ra lấy vô mặt đi. Để bị trúng gió như con hổm nữa đó. Tao đang ngoài gốc cây nè. Tụi nó không thấy đâu. Được rồi, mệt quá. Đâu vậy? Nè. Ai biết mới ra đây vậy? Tụi nó thấy mày rồi sao? Thôi đi về đi. Ủa? Người yêu mày mang áo lạnh cho mày hả? Thích rồi. Nha. Khùng quá à, mày nói vậy. Ủa? Người yêu mang áo lạnh gì vậy? Thì thằng ngang ở trong phòng với nó đó. Ê... Trời trời lạnh, tao kêu nó mang áo lạnh đó cho tao thôi. Có gì đâu. Mà tao thấy nó chơi chung với bà bóng thủy triều lớp mình á, 99% nó là bóng luôn con. Tao thấy nó bình thường. Vô đi, vô. Phải không? Phải không vợ? Có gì không đó? Coi chừng nó yêu mày đó con. Ủa, nó yêu ai thì yêu, Duy không yêu nó là được. Tại sao? Tại vì vẫn yêu tao rồi, đúng không Duy? Duy của tao là trai thẳng mà. Anh bèo cái gì mà nói? Ơ, à, à. Anh quên, quên. Thằng An nó không yêu mày, tao làm con mày. Mày nói một tiếng nữa nó lỗi với mặt mày đó. Vô, vô đi, vô đi. Nó nói giỡn mà. 1, 2, 3, vô. Đưa chút tiền xài chơi coi. Móc lẹ mày. Mẹ bảnh vậy mà có mấy trăm ngàn thôi. Đưa cái điện thoại đây. Đưa điện thoại đây. Cương, cương. À. Điện thoại rung kìa Duy ơi, nghe điện thoại đi. Thôi kệ đó. Điện thoại ai mà không nghe. Nghe điện thoại đi, rung nãy giờ lâu lắm rồi. Nghe điện thoại đi, trời ơi, điện thoại ai mà không nghe vậy. Bộ có gì mật hả? Alo. Ờ, Duy ơi, cứu tôi với. Cái gì mày gọi hoài vậy? Tao bực mình rồi đó nha. Tao bị cướp tâm rồi. Đau quá Duy, mở ra nhiều quá Duy ơi. Tao không thích giận của nó nha. Bực mình rồi đó. Vô tiếp đi. Vô. Uống hết nha. Uống hết luôn. Ờ. Vì trái tim em không ai. Chắc sẽ ngừng. Được. Yêu anh, yêu những giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Mà ra ăn cơm nè, sao anh lại phút quậy vậy? Mẹ không ra tắt wifi rồi nha. Rồi rồi, ra liền nha. Mệt quá.
ăn cơm đi. Thế là hai đứa mình đi coi phim. Ủa, bữa nay đi coi phim á? Ừ. Tao nhớ đêm nào mày cũng đi nhậu mà. Một lần tao sợ rồi. Mày mà cũng biết sợ nè. Lần đó, nếu không nhận đi chiều, tao cũng được ngồi đây ăn cơm chung với mày nữa đâu. Ừ, cho tao xin lỗi. Ăn cơm đi, rồi tao mời mày đi coi phim, được chưa? Thèm. Trời ơi, con bé còn ngồi đây. Gì? Thằng An nó bị cướp ra. Bây giờ cấp cứu là mình viên từ Vũ kìa. Hả? Mình nói Vũ đâu? Chị gì? Mình viên chở rảy. Lẹ đi. Lẹ đi. Chắc sẽ ngừng đợi. Xin đừng bỏ em ở lại, xin đừng dập tắt đi nỗi nhớ cô đơn của em. Theo em đến suốt cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mai đây sau cơn mưa kia em sẽ đơn đau. Chẳng cần lo âu vì trái tim em không ai, vì trái tim em không ai, chắc sẽ ngừng đợi. Bị sida nè. Vũ nào? Vũ lớp K5 á. Nè. Rồi đưa tao coi. Ủa ghê quá mà nó ăn chơi dữ lắm, nó bị sida đáng mày ơi. Hơi đâu quan tâm. Trời ơi, đốm vàng đốm đỏ quá trời trời rồi. Mày làm gì vậy? Tao đi ra ngoài ngủ. Mày ra đây ăn cơm nè. Ủa? Mày làm gì vậy? Mày ăn đi. Tao đang dọn đồ. Mày dọn đồ đi đâu? Hết tháng rồi. Tao qua nhà bạn gái tao ở. Tao không hợp ở chung với mày nữa đâu. Mày còn giận tao chuyện tối qua à? Cho tao xin lỗi đi. Không ai có lỗi cả. Vấn đề ở đây á là tao với mày không thể tiếp tục được nữa. Tao có bạn gái rồi. Vậy nha. Tao đi đây. Bye. Duy! Duy! Alo, chứ nghe nè cưng. Chứ hoàn toàn sai lầm rồi. Đi dọn ở nhà tôi ở rồi nè. Thiệt vậy hả? Ừ, vậy chứ sao? Yêu tôi thiệt mà. Duy lại chơi thẳng mà. Hiểu không? Thẳng mụn nội tao chứ thẳng. Sao kỳ vậy ta? Có gì đâu kỳ. Mày test nó chưa? Test? Là test làm sao? Thì bây giờ như vậy. Đó, mày vô phòng, mày đóng cửa phòng lại. Mày gợi nó, mày hiểu không? Nó mà nó nhào vô nó húp xối thả đó, mày là bánh bèo thành công nha. Còn nó mà nó mới thấy mày một cái mà nó dậy đành đạch ra xùi một bé mày dậy đạch gì nè đó là mày thất bại, mày là bánh bèo khét, hiểu chưa?
Đang làm gì vậy? Kỳ quá. Duy không thích hả? Lại mặc đồ vô đi. Duy không thích gì lắm. Vậy là chiều. Nó nói đúng rồi. Duy là gay đúng không? Duy vậy? Đang yêu nhau đúng không? Đừng nghe tụi nó bậy bạ. Duy yêu Lan mà. Đừng nói láo. Đừng dối trá. Anh chưa từng yêu tôi đúng không? Nhưng mà đó giờ tôi vẫn cố gắng tin anh mà. Anh nó lừa gạt tôi. Tại sao vậy? Tại sao? Anh rồi biến thái. Rồi bê đeo mình vậy. Anh đi đi. Ừ. Tôi đồng tính. Tôi gây á. Tôi còn bị HIV nữa nè. Cô còn dám yêu tôi nữa không? Không chứ gì. Tôi không còn ai nữa đó. Gì em tự nói dù gì với mày không có gì để
muốn dính mày nữa. Hiểu không vậy? Nhưng mà tại sao? Mày cũng tại sao đúng không? Vì tao không có yêu mày. Mày bê đê bình thẳng. Biến thái. Đi. Đi đi. Đi. Mày không đi đâu. Vậy thì tao đi. Nhi. 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 Rồi sao buồn vậy? Trời ơi nước mắt rưng tròng vậy cưng. Nãy gần chết hả? Ôi trời trời trời. Tao coi coi. Trời đất ơi. Thôi nè đừng có buồn nữa. Tao có cái này tao cho mày xài nè. Nè. Trị sẹo thâm của mụn. Xài đi. Cái này là mụn chứ không phải bị sida. Hiểu không? Tại vì á. Vậy đó. Cái nó nói dạo này ôm tao yếu quá Hiểu ơi. Giúp tao đi. Mày giúp tao sao á hả? Để cho tao hả? Người ta để ý với tao nhiều. Để dùng câu like lên trên Facebook. Thằng này nó gan thì tự nhiên tạo scandal bị sida này kia này nọ. Ừ. Làm tao tin thái cổ. Ai mà ngu. Ngu tinh khục. Kìa nó kìa. Nó kìa. Đó. Kìa, sống sờ sờ kìa. Đó. Đó, chết đâu. Nó bị mụn đó nhờ, nó xứt cái này nó hết mụn luôn. Lan, Duy xin lỗi nha. Không sao đâu Duy. Bà nội này bà cũng nói cho Lan biết hết trơn rồi nè. À, thôi Duy hãy sống thật về chính mình đi Duy. À, hồi nãy Lan thấy An đi đâu ngoài kia kìa. Mà vừa đi vừa khóc nữa. Duy theo An đi. Đi đi cha. Đi đi. Đứng đây làm gì nữa? Ừ. Hôm nay cho muốn ăn hết bánh bèo khét đó. Còn không nè, ăn tôi nè, ăn đưa tôi rồi đi. Đi đi. Đi, nhanh lên thằng này. Trời đất ơi, ham gần chết mà giả bộ, giả ơn. Ê, hey, xin lỗi. Không có lỗi gì mà xin cả. Vậy vậy bạn gái của mày đi. Từ nay về sau đừng làm phiền nó nữa. Tao yêu mày. Mày nói gì vậy? Tao yêu mày. Nói lớn xíu nữa đi. Tao yêu mày. Lớn xíu nữa. Tao yêu mày. Lớn lên xíu nữa. Tao yêu mày. Chết chết bánh bèo ơi, thôi tội nghiệp bánh bèo. Được, thôi không có bỏ ra được. Nó hôn vô lên kia tới. Yêu em yêu những giấc mơ. Giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra. Yêu em yêu chỉ em thôi. Yêu em hết thân này, yêu em chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả thương yêu dù dấn thân vào mùng tôi. Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng, xin em gần lại bên anh, đừng rời xa anh. Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi nỗi nhớ không tên. Theo anh đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù bên anh sau cơn mưa kia anh sẽ đơn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu. Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng. Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi nỗi nhớ không tên. Theo anh đến cuối cuộc đời. Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi. Dù mấy đây sau cơn mưa kia anh sẽ đớn đau thật nhiều, nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu. Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đời. Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đời. Chỉ có một chai thuốc nhỏ mà giải quyết cả một vấn đề lớn. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, cái dòng càng ém nó càng lòi.
thà lộ lộ như vậy đi, cái đó dễ chịu. Hãy là chính mình các bạn nhé.